Đông đảo sinh viên chuyên ngành mỹ thuật và thiết kế thời trang thành phố Hồ Chí Minh đã tham dự triển lãm các tác phẩm thiết kế mỹ thuật mang chủ đề Ấn tượng Singapore được khai mạc ngày 2 tháng 12 tại nhà triển lãm Không gian Xanh nằm trong khuôn viên Bảo tàng Mỹ thuật thành phố. Triển lãm do Trung tâm Đào tạo Việt Nam Hợp điểm phối hợp cùng Học viện Nghệ thuật La Salle Sire Singapore tổ chức. Triển lãm trưng bày các tác phẩm thiết kế mỹ thuật đoạt giải cao của 6 sinh viên quốc tế đang theo học tại Học viện La Salle Sire và 2 sinh viên Việt Nam. La Salle Sire là học viện phi lợi nhuận chuyên đào tạo các bộ môn nghệ thuật đương đại hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong dịp này, Học viện La Salle Sire cũng trao giải thưởng đặc biệt của cuộc thi thiết kế mỹ thuật Ấn tượng Singapore cho em Bùi Viết Huy, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông Trần Phú, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Giải thưởng là một suất học bổng trị giá 34.000 đô la Sing cho một chương trình học đại học 4 năm tại Singapore. Các tác phẩm xuất sắc của cuộc thi sẽ được trưng bày tại nhà triển lãm Không gian Xanh, Bảo tàng Mỹ thuật thành phố đến hết ngày 16 tháng 12 năm 2006.